đã là con trai trên 20 tuổi thì đừng trẻ trâu nữa, ăn mặc trưởng thành lên, phải làm cho những người bên cạnh cảm thấy mình là một người có kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.